Những năm qua, phong trào trồng rừng sản xuất tại Tam Văn phát triển mạnh, trong đó cây luồng là chủ lực với diện tích tương đối lớn, hơn 1.290 ha. Tuy nhiên, việc trồng luồng chỉ là cây xóa đói, kinh tế đem lại không cao, cùng với rất nhiều diện tích luồng sau nhiều năm khai thác đã bị thoái hóa, còi cọc, kém phát triển. Do đó, đã có nhiều hộ nông dân trong xã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ việc chặt bỏ luồng sang trồng keo đem lại hiệu quả cao hơn. Gia đình ông Hà Văn Phấn, bản Phá, xã Tam Văn là một trong những hộ nông dân tiên phong đi đầu trong việc chuyển từ rừng luồng kém hiệu quả sang trồng keo. Với cách làm, chuyển đổi dần từng diện tích theo từng năm, chứ không hoàn toàn phá bỏ cây luồng để lấy ngắn nuôi dài. Ông Phấn cho biết, gia đình có hơn 12 hectare rừng luồng. Do có diện tích bị thoái hóa nên mỗi năm ông chuyển dần từ 2 hectare sang trồng cây keo. Đến nay, tổng diện tích gia đình ông đã chuyển đổi là hơn 6 hectare và đã có rừng keo cho khai thác đem lại nguồn thu nhập cao. Với cách làm này, gia đình ông không phải băn khoăn lo lắng các chi phí chăm lo cuộc sống hàng ngày. Keo trồng từ 5 đến 7 năm mới cho khai thác mà diện tích luồng vẫn còn để chặt tỉa bán lấy nguồn thu nhập. Hiện tại, 6 hectare keo của gia đình ông Phấn được trồng ở 3 quả đồi đang phát triển rất tốt, mỗi đồi keo từ 2 đến 5 năm tuổi sẽ cho khai thác luân phiên, giúp gia đình ông có thu nhập ổn định. Việc trồng keo đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực. Gia đình tôi á là đặc biệt đó là như cái đồi này, ngày xưa là trồng luồng, nhưng mà trồng luồng không lên thì bắt đầu là có cái sự đầu tư của nhà nước để khuyến khích trồng keo, là tôi chuyển đổi sang trồng keo. Vì đồi này là tôi cũng khai thác một lần rồi, được trên 60 triệu. Lần này là cái vụ này là vụ thứ hai, nhưng mà keo này là chưa được năm ấy ạ. Thì tôi tính với cái thời giá hiện tại bây giờ là trồng keo cũng không phải là không có kinh tế, mà phải nói là cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế cũng tương đối cao đấy. So với các cây trồng mà các trồng khác, đặc biệt là cái trồng luồng mà nó không lên được, ngoài là luồng lũ luồng hóa đấy. Hiện tại tôi gia đình tôi là tổng diện tích thì 6 héc, bây giờ có 4 héc là được 3 năm rồi. Nếu mà khai thác non thì cũng khai thác được rồi, nhưng mà ý tưởng thì phải để trên 5-6 năm thì gia đình mới khai thác. Có thể thấy, việc thay đổi cây trồng truyền thống như cây luồng sang trồng keo là việc làm hết sức táo bạo, vì nhiều hộ dân đang rất đắn đo, băn khoăn hay không dám làm vì lo lắng với các chi phí thường ngày. Mà cây luồng đã in sâu vào nếp nghĩ cách làm. Tuy nhiên, muốn thoát nghèo và làm giàu thì việc mạnh dạn chuyển đổi rừng trồng là tất yếu mà mỗi người dân cần phải nắm bắt cơ hội, khẩn trương trong việc phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả chính mảnh đất của gia đình mình.